Tiếp theo combo 35 nha quý vị, một cây Euro 150 bao ship toàn quốc. Anh nào mua cọc trước 100 còn lại shipper thu hộ. Cây này lúc người ta bứng nó lên nên ta cắt cái rễ nó quý vị. Cái nó bị nám da nè, bị nắng táp nám da nha. Chứ nó không có sao hết trơn nha quý vị. Bông rất là đẹp ha. Tặng trồng do nè. Đó. Do bông chơi không cũng đủ vốn rồi, nó hơi bị nám da quý vị, thấy nó nám da không? Nó táp nắng đó. Rồi xuống luôn ha quý vị, 150 nha, cái lon một bụng tỷ lệ nè.